dục màu vàng, tinh dục màu đỏ. Ở gần màn hình còn Xuân Giang màu vàng, gần xa màn hình tỷ số bây giờ đang là 1-1. Cái giải khuôn khổ bóng truyền hơi hội nông dân tập thể, hội thi nông dân huyện Sóc Sơn năm 2024. Đập bóng tốt. Điểm đã hai đều rồi. Kiểm cho Thiên Dược 3 đề. Đây là thể lệ bóng chuyển hơi giải nâng dân tộc thể huyện Sóc Sơn với tỷ lệ đánh là 3 nam 2 nữ. Trên sân mỗi đội gồm có 3 nam và 2 nữ. Đội Xuân Giang trang phục áo vàng, đội Thiên Dược trang phục áo đỏ. Giờ đang là 4-3 nghiêng về đội Xuân Giang. Bóng ngoài sân, điểm Xuân Giang 5-3. Xuân Giang phát bóng. Điểm cho Thiên Dược 4-5. Bây giờ một pha tấn công ra ngoài của đội Xuân Giang. Điểm cho Thiên Dược 4-5. Số 4 của Thiên Dược thì tốt. Bóng ngoài sân. Vừa rồi một pha đặt bóng ngoài sân của Thiên Dược. Điểm cho Xuân Giang 6-4. Thank you.
Bắc. Đội Xuân Giang đang dẫn một khoảng cách khá an toàn, 4 điểm, 16. Nếu như không nhầm thì vừa qua vừa rồi là phát bóng không qua lưới của Xuân Giang, điểm cho Tiên Dược 70. Theo như thể lệ thi của ban tổ chức thì hai đội đánh cán mốc 25 thì phải loại ngay trực tiếp, không có đánh 3 set vì lý do là các xã tham gia quá đông, thời gian thì không cho phép. Bóng ngoài sân, vừa rồi công thuật có một pha đập bóng ngoài sân, điểm cho Tiên Dược 8-10. Như vậy là Tiên Dược đã rút ngắn khoảng cách còn 2 điểm nữa thôi. Một pha đập bóng bạt tay của Xuân Giang, vừa rồi Xuân Giang đã có một pha tấn công đem lại điểm cho đội nhà 11-8. Rồi Tiên Dược có một pha đập bóng khá là uy lực, đã cắt chín lên điểm của Xuân Giang nên là điểm cho Tiên Dược 9-12. Xuân Giang bước một tốt. Một pha đập bóng ghi điểm của Quang Thuận, điểm cho Xuân Giang 13-9. Như vậy là hai đội đổi sân, hai đội thi cán mốc 25. Loại trực tiếp, để là thi là loại trực tiếp. Mình có tập, mình không tập luyện. Xuân Giang phát bóng. Như vậy là hai đội đã đổi sân ở 13. Số 6 của Tiên Dược có một pha đập bóng cực kỳ uy lực, rất tiếc là bóng đã đi ngoài sân, chuyển cho Xuân Giang 14-9. Không được rồi, vừa rồi là một pha phối hợp không tốt của Tiên Dược. Đập bóng tốt của Quang Thuận, Xuân Giang, chuyển cho Xuân Giang 15-9. Xuân Giang, điểm cho Xuân Giang 16-9. Xuân Giang đang bỏ xa Tiên Dược một khoảng cách khá toàn. Vừa rồi là số 6 của Tiên Dược đã cắt chữ lên điểm của Xuân Giang, điểm cho Tiên Dược 10-16. Khoảng cách vẫn là 6 điểm. Bắt lỗi kỹ thuật của Xuân Giang, điểm cho Tiên Dược 11-16. Vừa rồi Tiên Dược đã có một pha xử lý bóng trên lưới không thành công, điểm cho Xuân Giang 17-11. Một pha đập bóng chéo gắt của Quang Thuận, điểm cho Xuân Giang 18-11. Xuân Giang vẫn giữ được cái khoảng cách khá an toàn trong trận đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên với xã Tiên Dược.
Sơn Giang trang phục trắng bóng tốt của Sơn Giang, điểm cho Sơn Giang 19-11. Như vậy là Sơn Giang đã đến với chiến thắng rất gần ở trận đấu đầu tiên này với xã Tiên Điển. 19-11, điểm số bây giờ đang là 19-11. Một pha đập bóng, ba chấn ngoài cắt đối thủ của Sơn Giang 12-19. Bước vừa đẹp, đối thủ bò nhỏ không được, chưa có điểm. Vừa rồi là hai đội đều có những pha phối hợp chưa được. Đem lại một điểm mới cho đội nhà 20-12. Chiến thắng đã đến rất gần trận đấu đầu tiên này. Đội tuyển của buổi sáng đây là trận đấu đầu tiên của tuyển buổi sáng ngày hôm nay. Bóng trong sân 21-12. Như vậy là tiên lượng xin lỗi những chỉ số hai ở trận đấu đầu tiên này. Nhìn chung là không có trận đấu, không có trận đấu. Trận đấu bởi vì chỉ có một xét 25 cán mốc 25 là kết thúc, rồi là thua sẽ nghỉ luôn, loại trực tiếp. Một pha phối hợp không tốt của Sơn Giang đem lại điểm cho Tiên Dược 13-21. Quân Thuận đập bóng trong sân, điểm cho Sơn Giang 22-13. Vừa rồi Quang Thuận Sơn Giang có một pha đập bóng dọc y rất đẹp, khiến cho đội bàn không thể tạo cơ hội tấn công, đem lại tỷ số cho Sơn Giang 22-13. Mười bốn, 15-24.